Có thể nói, The Witcher hiện tại là một trong những series hot nhất trên Netflix, cũng như nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ lẫn giới phê bình. Tuy season 1 đã ra mắt và sắp tới là sự trở lại của phần 2, nhưng câu chuyện về nguồn gốc lẫn thế giới trong The Witcher vẫn còn rất rộng lớn, là một nguồn tài nguyên dồi dào cho bất cứ nhà làm phim nào muốn thử thách bản thân. Nhận thấy được tiềm năng to lớn mà The Witcher đem lại, Netflix đã thực hiện một bộ phim hoạt hình với tựa đề Thả săn quái vật, ác mộng của sói, miêu tả cho người xem một phần lịch sử của lục địa trước những sự kiện đã diễn ra trong phần 1. Hiện tại, bộ phim cũng được nhiều người xem đánh giá tạm ổn với số điểm 7.4 trên IMDb, và chúng ta sẽ xem liệu các nhà làm phim hứa hẹn đem đến điều gì cho tác phẩm này. Ác mộng của sói diễn ra tại một mốc thời gian không xác định trong lịch sử của lục địa. Vesemir, nhân vật chính của chúng ta, là một cậu bé có xuất thân nghèo khó, đã quyết định rời nơi mình ở, đi theo thợ săn Negan và trở thành thợ săn quái vật. Chẳng mấy chốc, tên tuổi của Vesemir nổi danh khắp lục địa bằng khả năng tiêu diệt quái vật thượng thừa. Tuy nhiên, nữ phù thủy Tetra của xứ Kaidan lại cực kỳ phản đối cách làm việc của những thợ săn quái vật, khi cô cho rằng họ chỉ quan tâm đến tiền bạc và cố tình tạo ra quái vật để trục lợi kiếm tiền. Để chứng minh những luận điệu không có cơ sở của Tetra, cả cô và Vesemir được nhà vua của Kaidan cử đi tiêu diệt một sinh vật mới xuất hiện và cực kỳ mạnh mẽ. Qua chuyến hành trình này, Vesemir nhận tìm ra sự thật về Tetra, đồng thời người xem sẽ hiểu được lý do tại sao không còn nhiều người giống như Geralt. Ác mộng của sói đối với mình không phải là một bộ phim hay, thậm chí mình còn có cảm thấy buồn ngủ khi xem. Khó có thể phủ nhận rằng đây là một tác phẩm hoạt hình được đầu tư bài bản trong khâu sản xuất, từ hình ảnh đến âm thanh. Tuy nhiên, những điều đó lại không thể bù đắp cho sự thiếu sót trong phần kịch bản, được kể khá là rời rạc và thiếu sự kịch tính. Ác mộng của sói đã lựa chọn một cách kể chuyện khá là khó, khi phải liên tục thay đổi mốc thời gian giữa hiện tại và quá khứ để miêu tả cuộc đời của Vesemir. Bởi cách làm này, bộ phim tuy có một kịch bản hoàn thiện nhưng không đem lại sự cuốn hút đối với người xem, đặc biệt là với mình. Các tình tiết bị thiếu đi tính liền mạch và hoàn toàn không có điểm nhấn về nội dung trong suốt thời lượng. Cách mà đạo diễn chọn để tiếp cận bộ phim giống như là đang miêu tả những mảng ký ức rời rạc của nhân vật, rồi sau đó chấp nối tất cả lại với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, một cách làm kinh điển trong các tác phẩm hoạt hình anime. Tuy vậy, ở Ác mộng của sói lại không như thế. Các cảnh hồi tưởng cứ đột ngột xuất hiện và hầu như không ăn khớp vào những diễn biến hiện tại, khiến việc theo dõi bộ phim là không thực sự thuận tiện. Nếu đạo diễn chọn cách cả tập trung từng mốc thời gian thay vì buộc phải đan xen với nhau, thì mình tin bộ phim sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nhiều tuyến truyện trong phim chưa được khai thác đến nơi đến chốn. Điển hình là cuộc đời của phản diện Tetra, mối tình của Vesemir và cô bạn Lyanna. Động cơ của Tetra tuy rất thực tế, nhưng đạo diễn lại không tạo đủ sức nặng cho những hành động của nhân vật này, chỉ thông qua vài lời thoại cơ bản nên không động lại gì nhiều ở người xem. Còn chuyện tình của Vesemir thì được phát triển khá gượng ép. Càng về cuối thì những hành động của nhân vật này vì tình yêu lại không thể thuyết phục người xem, cũng như việc chuyển biến tâm lý quá nhanh. Nếu đạo diễn muốn khắc họa rõ nét sự biến đổi này, thì mình nghĩ ngay từ đầu, Ác mộng của sói nên thay đổi cách tiếp cận câu chuyện để người xem được tiếp xúc nhiều hơn với tâm lý của nhân vật Vesemir. Ngoài khuyết điểm về nội dung ra, thì có một chi tiết cũng gây cho mình khá khó chịu mà chắc nhiều bạn sẽ không để ý. Ở một số phân đoạn, phần nhạc này hơi bị lớn, nhiều lúc khiến mình không thể nghe rõ lời thoại của nhân vật, nhưng quan trọng hơn cả là nó không phù hợp với cảnh phim. Đó là toàn bộ những vấn đề mà mình thấy được từ phim, còn lại thì tác phẩm làm khá tốt. Về phần hình ảnh thì bạn hoàn toàn có thể thỏa mãn với những gì mà bộ phim này đem đến. Những chuyển động của nhân vật trong các phân đoạn hành động rất mượt mà và đẹp mắt. Nhìn chung, Ác mộng của sói không có những thay đổi về mặt hình ảnh nào thật sự nổi bật so với các bộ phim hoạt hình khác. Đơn giản là nó đáp ứng một tiêu chuẩn anime hiện giờ. Tóm lại, Thợ săn quái vật, Ác mộng của sói là một bộ phim hoạt hình có tính giải trí nhưng không thực sự xuất sắc về nội dung. Đây chắc hẳn là một bộ phim để Netflix hâm nóng người xem trước khi phần 2 của The Witcher quay trở lại. Đó là toàn bộ cảm nhận cá nhân của mình, còn bạn thì sao? Nếu bạn xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình là Nghiện Phim và hẹn các bạn trong các bộ phim lần sau. Chúc các bạn xem phim vui vẻ.